Ôi, cô ở Tây Ninh qua rồi đi dãy cỏ mì. Đi hầu qua gần. Tới đây là hầu 2:30. Là gần 9:30 về. Gần ở đây á hả? Dãy trên kia kìa. Trời ơi, cứ nhìn thấy cô dám. Mang cái đồ dài dục trên xe nãy dạ, đó. Dạ, quá quý luôn. Ôi, phải nói là mình đi đông không cô? Đi mười mấy người, 16 người nè. Mà đi nè, xe lao động nè, xe đi. Để đằng đó đó. Xe máy hả? Đi xe kia kìa, xe 16 chỗ để đằng đó. Ủa xe mà người ta mướn mình đi hay sao mà đi dãy cỏ mì mà đi xe 16 chỗ ghê vậy? Đi ở xa. Ở xa? Đi qua đây, đi hồi 1 giờ rồi qua tới đây 2:30. 1 giờ tối. 1 giờ đêm. 1 giờ đêm, 2:30 là tới, rồi bắt đầu làm tới giờ luôn hả? Tới 9:30 lên xe về. Ủa cái nãy cô nói ở đâu? Ở bên Bắc Tân Nguyên á. Bắc Tân Nguyên. Dạ ôi. Lên khu công nghiệp Bình Tân gì á, Tân Bình, Bình Tân gì đó. Một cỏ mì nó lớn lắm hả cô? Cỏ mì cũng lớn lắm mà. Dạ. Dạ. Rồi làm xong chưa? Chưa, còn 2-3 bữa nữa. 2-3 bữa nữa mới xong hả cô? Ngay chỗ mà khu công nghiệp Tân Bình. Dạ, khu công nghiệp Tân Bình. Dạ, quá quý luôn. Có nhang rồi cô? Cô có thắp nhang cho cậu Năm chưa? Cô có lấy nhang. Anh đốt sẵn đó. Rồi. Mấy cổ mang giày, mang ủng rồi cả nhà. Hồi nãy em cứ tưởng là... Đây nè. Ôi quá quý luôn mấy anh này, giày dép bún lấm lem bùng lầy luôn. Đây là đi làm về ha. Đó. Có trang đốt đây nè. Gọi là mấy cô. Đi lại đó, đi đi dãy cỏ mì mà đi xe du lịch 16 chỗ luôn. Ôi. Quá quý cô chú anh chị. Mình cô đến đây mấy lần rồi cô? Cô ghé đây mấy lần rồi? Lần đầu tiên luôn hả? Rồi. Rồi sáng giờ đi dãy cỏ mì ăn cơm nước gì chưa? Rồi hả? Dạ. Đem cơm theo hả? Dạ. Dạ. Hồi nãy thì thấy mấy cô người đeo măng ủng, người bỏ dép thì con thấy đâu mà vô giếng mộ cậu Năm Vũ Linh bữa nay hơi đặc biệt nha. Có cuốc nữa. Đem cuốc theo nữa hả? Trời quá quý luôn cả nhà ơi. Nhang bên này. Mấy cô hết luôn lấy đó, cô chú anh chị không? Thấy tình cảm rất là quý luôn cô chú anh chị ơi. Đây là những khán giả mà phải nói là thương cậu Năm nhất luôn. Đi làm về mình mẩy ướt dẹp mà không về. Mình mẩy ướt dẹp lấm lem bùn đất. Lấm lem bùn đất mà vẫn không không về mà đẳng đây vẫn muốn ghé ở đây viếng mộ cậu Năm Vũ Linh luôn cô chú anh chị. Rồi. Đó cả nhà thấy không? Mỗi một nén hương là một lời cầu nguyện hồi hướng cho cậu Năm là phước báo vô cùng luôn cô chú anh chị. Dạ đúng rồi. Đi 2 giờ đêm. Rồi bây giờ là 9 giờ mấy 10 giờ rồi phải không? Là bây giờ mình làm ghé đây là mình chuẩn bị đi về lại cô. Dạ. 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 Vô đây cho anh em thăm. Dạ. Đúng ra là mấy cô có thể về nhà để thay đồ cho nó đỡ lạnh nhưng mà ghé đây viếng mộ. Viếng mộ cậu Năm vậy là quý lắm luôn á. Dạ. Dạ. Hiền ha. Dạ. Dạ. Quá quý luôn cô chú anh chị. Ở qua đây cô uống nước kìa. Có trà đào, có nước trà đào. Đó, nè nè cô này có uống nè, trà đào ngon không cô? Ngon. Ờ. Mẹ đẻ tới giờ là mới biết uống lần trà đào này lần đầu tiên thăm viếng cậu Năm rồi mới biết được uống. Vậy cô nói vậy con hết không? Từ mẹ đó. Là mới. Hôm nay là 60 tuổi. Mới biết uống cái ly trà đào của cậu Năm Vũ Linh là rất là ngon đó. Hôm nay 60 tuổi rồi, vậy là cô nhỏ hơn cậu Năm 6 tuổi. Đúng. Mà coi như là lần đầu tiên uống ly trà đào của cậu Năm. Quá quý luôn cả nhà ơi, nhìn cô. Trời ơi, dành tay chân của cô làm là thấy tội quá cả nhà, thương không? Thấy thương không? Mình làm bằng tay hay bằng cuốc cô? Cuốc. Bằng cuốc vậy hả? Dạ, cuốc. Mà cô là có nghĩa là mình cái nghề của mình á là chuyên về bằng cỏ của mì hay sao? Bằng cỏ mì rồi chặt mì rồi nhổ cây mì, lấy cây mì rồi nhổ mì, lấy củ vác lên xe luôn nữa. Cô vác lên xe luôn? Có vác hồi lúc hồi năm mấy, năm nay vác không có nổi. Năm nay là đi dãy cỏ với cây mì. Dạ.
Ủa bà con của mình đi chung với nhau như vậy á, là hàng xóm hay là như thế nào cơ? Chung với nhau không? Rồi rủ nhau đi làm thuê cho người ta. Dạ. Mà sao mà đi thuê mà đi xe 16 chỗ là người xe chủ nhau? Đầu công mướn. À cái chủ ha. Dạ. Cái chủ người ta mướn cái cho chủ, mình. Cái người đầu công á. Cái người nhận công á, lãnh công á, dạ, người ta thuê, người ta mướn mình cho mình đi ha. Dạ. Dạ. Xa cỡ mấy cấp mấy cũng đi ha. Mình ở Tây Ninh, ở Tây Ninh chảnh. Tây Ninh. Tây Ninh mà chạy xuống đây chắc cũng xa. Dạ. Ồ, 2 tiếng đồng hồ xuống đây. Đi lúc 1 giờ xuống tới đây là 2 giờ mấy, 3 giờ. Dạ. Ủa cái ruộng mì làm đâu cô? Ở cái gì đó. Dạ. Ở cái đường ngoài đây cô. Thường là củ mì đó làm người ta sẽ lấy củ người ta làm cái gì cô? Đem về lò đó, ta làm bột mì. Bột mì, dạ. Quá quý luôn cô chú anh chị nha. Cô nói mà thấy thương, lần đầu tiên uống ly trà đào. Thấy trong hình cậu Năm Vũ, dạ, Linh với là cô Phi Nhung. Dạ. Là cô mến mộ cậu Năm với lại mến mộ cho cô Phi Nhung ha. Dạ. Dạ. Bởi vì cô Phi Nhung rồi có cái tình đạo đức. Dạ. Như mẹ thiên liêng. Dạ. Còn, còn cậu Năm thì sao cô? Cậu Năm cũng vậy luôn mà cậu Năm làm phước âm thầm. Dạ. Không có là như các cô bác khác. Dạ. À, ta đây là đi làm phước này kia nọ, còn cậu Năm làm im điềm, không, dạ, có lên tiếng. Dạ. Mà không đăng hình luôn. Dạ. Cô thấy cậu Năm được an nghỉ ở chỗ này, bà con đến viếng gì thì cô thấy vui không cô? Vui, dạ. Mà có thể mà cầu ước cho ông bà cha mẹ mình lớn tuổi đừng có đánh mất. Dạ. Sống mãi mãi trên đời của con cháu, dạ, hoài. Dạ. Tôi cầu nguyện hằng ngày như vậy, tôi, dạ, cầu nguyện gì hết. Rồi, giàu, tôi nghèo, nơi do mình, cái số của mình. Dạ. Tôi cầu nguyện cho anh em, cha mẹ già lớn tuổi sống mãi mãi trên đời với con cháu. Dạ. Chứ không có để cho kẻ đi người ở, ủng lắm quá, ủng người hiền xong đi hết. Dạ. Còn người ác độc mà không chịu đi. Dạ. Cô nói vậy thì nhiều khi cũng mình cũng nghĩ, cũng tại vì người thân mình ra đi á, mình thấy nó thương nhớ. Nhưng mà thật chất á, là sinh lão bệnh tử thì cũng phải ra đi, trước sau cũng phải ra đi. Mình nhưng mà mình phải chấp nhận sự thật. Dạ. Nhà tôi có con dâu, tôi nó cho cái điện này nè. Dạ. Nó muốn vô pin, nó cho tôi coi coi đi, nó không vô pin. Rồi cái coi cậu Năm tới đâu là nước mắt nó tuôn tới đó, mình, dạ, tuổi. Dạ. Người ở có đạo có đức mà, dạ, trở lại như vậy, còn người ở mắt đạo mắt đức mà song song. Dạ. Ủa người đi ngang đây á cô, cái đoạn của mình á là mọi người còn muốn là ghé đây ha sao cô? Dạ. Cùng nhau ai cũng muốn ghé đây ha? Đúng, ai, dạ, cũng đòi nghe xuống tới đây là tôi chưa mở cửa nữa, tôi đòi xuống trước. Để mở cửa đòi xuống trước quá quý luôn cả nhà ơi. Ủa cô, đoạn mình đi ngang, đi đâu ghé ngang hả cô? Đi làm mì đó. Làm củ mì. Khoai mì hả cô? Đi đường đó. Anh kêu ghé đây, dạ thôi á. Dạ. Cầu chúc mấy cậu, mấy chị giàu sức khỏe. Dạ, con chúc cô, dạ, cũng mạnh khỏe nha. Làm ăn, nói chung là làm được nhiều công hơn và có nhiều sức khỏe hơn. Tu mạnh giỏi, sức lực khỏe khắn, ăn mặn có đồng tiền. Đi đường này có anh em, cô bác cũng sư khí dục, thăm mộ gì. Dạ, dạ. Rồi, con cảm ơn cô nha. Chúc cô nhiều sức khỏe, gia đình nhiều sức khỏe, đoàn của mình cũng nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ, con cảm ơn cô rất là nhiều. Đó, đó. Trời ơi, chị Loan mà nghe cô nói là rớt nước mắt luôn đó. 60 tuổi rồi mới uống được ly trà đào của cậu Năm. Ôi. Bỏ thêm tí đá nữa cho nó ngon, đá bị ít quá nó đờ ngọt. Đó, bắt tay nữa nè, nó thấy chưa? Trời ơi. Dạ. 60 tuổi rồi mới uống được ly trà đào của cậu Năm á. Trời ơi. Đây đi qua đưa tiễn cô đi về cô chú anh chị ơi. Dạ. Dạ. Cô, chị kêu. Bỏ tiếc. Không tiếc quá, không dám uống nữa kìa chị. Không lẽ giờ có cái chai đâu. Dạ, con chào cô. Cô đợi xíu lấy ly thêm miếng nước đá nữa cô. Ôi. Chị Loan đó là chị ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở Bình Chánh đó, huyện Bình Chánh đó cô. Là cứ tuần có thể chị xuống một lần, hai lần là chị đem theo trà đào để cho bà con cô bác uống và cho. Dạ. Dạ, chào cô. Dạ. Ôi ôi, con thương thấy tội cô quá. Đó. Đó. Vậy cô né, cô nói mà nghe rớt nước mắt luôn. Dạ. 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 Cô nói là cầm ly cô không dám uống. Sợ hết. Rồi. Mấy cô kia là 2 ly hả? Dạ.
Hồi nãy vô thấy mấy cổ mang giày mang ủng, có người không mang dép nữa, nhìn thấy tội. Dạ. Rồi lên xe rồi, có người gọi lên xe đó. Rồi con cảm ơn cô nha, chúc cô về sức khỏe nha cô. Cậu Năm sẽ phù hộ cô là làm ra được nhiều đồng tiền và mạnh tay khỏe chân ha. Dạ. Dạ. Dạ con chào cô nha. Dạ, dạ. Cảm ơn mắt tay. Dạ. Dạ. Đâu ai là trưởng đoàn vậy ta? Không ai trưởng đoàn hết á, trưởng đoàn dạ. Ở nhà vậy hả, trưởng đoàn ở nhà hả? Chủ đầu công chủ hả? Dạ. Ai là chủ đầu công? Quên. Không hả? Không có luôn hả? Cô đó bữa nay ở nhà dạ. Dạ chào cô. Cô về nha. Dạ chào cô. Rồi đoàn mình về sức khỏe nha. Hợp tác xã Tây Ninh. Lần sau có đi làm nữa ghé ghé cho mấy cô viếng nghe bác tài. Dạ. Thôi nhờ nhờ bả nhờ bác tài nha. Nên kiểm tra là đủ chưa mấy cô? Đủ rồi mấy cô ơi, cạn một ly cái coi vô cái coi. Vô rồi. Bà con quá. Rồi ai còn thiếu gì giờ la lên nha. Chào cô. Đó, thì cũng chúc cho mấy cô nhiều sức khỏe cũng như là nhiều may mắn trong cuộc sống và có nhiều người gọi để làm việc hơn. Thì mấy cô là người lao động của chú anh chị chăn chắc thật thà, nói chuyện đâu cũng phải thật thà dễ thương. Thật sự rất là quý luôn, cậu Năm là thích những khán giả như thế này nè cả nhà. Khán giả đây là phải nói là chăn chắc thật thà. Thôi thì em xin chào, tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị ha. Cảm ơn cả nhà mình. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe, nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều luôn.